Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội thảo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1. Phỏng vấn Bí thư Huyện ủy Than Uyên về thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở huyện Mường Tè, gọi tắt là đề án 245, do tỉnh phối hợp với Bộ Công an, huy động nguồn lực từ thành ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay các cấp ủy chính quyền huyện Mường Tè đang tập trung nguồn lực vượt mọi khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đề án. Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước nói chung và Đảng bộ nhân dân các dân tộc Lai Châu nói riêng. Hướng tới đại hội là dịp Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thông qua các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu xây dựng Lai Châu ổn định chính trị, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh vững mạnh. Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 10 tại trường tiểu học số 2 thành phố Lai Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1. Tại hội thảo, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên dạy lớp 1 đến từ các huyện, thành phố đã được dự giờ chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đối với hai bộ môn Toán và Tiếng Việt theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời trao đổi những khó khăn vướng mắc khi dạy học bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Qua hội thảo nhằm tìm ra phương pháp dạy học phù hợp, phát huy năng lực của học sinh. Được biết, năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 131 trường bậc tiểu học, trong đó có 97 trường đã được lựa chọn bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống để giảng dạy trong năm học này. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ giá hiện hành lũy kế 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Tân Uyên đạt 268,982 triệu đồng, đạt 78,9% kế hoạch, tăng 44,127 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên đã chỉ đạo tổ công tác liên ngành tổ chức kiểm tra kiểm soát tình hình giá hàng hóa, chủng loại hàng hóa lưu thông trên địa bàn huyện, kịp thời xử lý các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý, các hình thức gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, găm hàng, tăng giá đột biến, tổ chức ký cam kết không găm hàng, tăng giá đột biến, đợt cách ly xã hội COVID-19 với 87 cơ sở trên địa bàn thị trấn Tân Uyên. Thời gian qua, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh phát triển nhanh về số lượng, cơ sở sản xuất, tập trung chủ yếu tại vùng nguyên liệu và các xã phường của thành phố, thị trấn, các huyện. Cho đến nay, trên địa bàn của tỉnh có 7 nhà máy sản xuất gạch với tổng công suất là 86 triệu viên một năm và trên 60 cơ sở sản xuất gạch thủ công, bán cơ giới, đáp ứng được nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn. Các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu là vật liệu xây dựng thông thường như đá xây dựng các loại, gạch, xi măng. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng phát triển mạnh về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng được nhu cầu về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và nhà ở tại địa phương. Năm 2020, huyện Mường Tè được giao nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch giao là 16,7 tỷ đồng để thực hiện chương trình 135. Đến nay đạt tỷ lệ giải ngân gần 69%. Bên cạnh đó, huyện được giao 4,68 tỷ đồng vốn sự nghiệp, trong đó thì gồm hai tiểu dự án duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn bản đặc biệt khó khăn với kinh phí là hơn 900 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 16%. Tiểu dự án thứ hai về hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn bản đặc biệt khó khăn có kinh phí giao gần 3,8 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2020, huyện đã thực hiện giải ngân 5 mô hình dự án chăn nuôi gia súc và 9 mô hình kênh quả với tổng kinh phí giải ngân hơn 400 triệu đồng. Xã Bản Hòn, huyện Tam Đường có tổng diện tích rừng là 2.966,2 ha, trong đó thì rừng tự nhiên là 2.601,1 ha, rừng trồng là 257,7 ha, rừng quy hoạch ngoài lâm nghiệp là 107,34 ha.
tỷ lệ che phủ rừng ước đạt là 53,05%. Để bảo vệ và phát triển rừng, cấp ủy chính quyền của xã đã phối hợp chặt chẽ với ban quản lý rừng phòng hộ của huyện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt luật lâm nghiệp, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng hàng tuần, hàng tháng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Thời gian cao điểm nắng nóng, phân công các tổ chuyên trách trực 24/24 giờ tại các chốt cửa rừng. Ngoài ra, các thôn bản cũng chủ động xây dựng quy ước, hưởng ước về chống chặt phá, khai thác gỗ trái phép. Nhờ đó, những năm trở lại đây, ý thức bảo vệ phát triển rừng của người dân được nâng cao, chấm dứt tình trạng cháy rừng và khai thác rừng trái phép. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Huyện ủy Than Uyên đã xây dựng chương trình hành động thể hiện quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Hữu An, Bí thư Huyện ủy Than Uyên về nội dung này. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa đồng chí, thực hiện cái nghị quyết số 18, số 19 của Ban chấp hành Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cái đơn vị sự nghiệp trên toàn huyện, thì Huyện ủy Than Uyên đã xây dựng các cái kế hoạch thực hiện như thế nào? Thực hiện cái nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đảng bộ huyện Than Uyên bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó thì cái việc sắp xếp, sáp nhập và kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Để nghị quyết sớm đi vào được cái cuộc sống thì Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức học tập và quán triệt sâu rộng trong toàn đảng bộ. Đồng thời ban hành kế hoạch số 103 và 104 ngày 30 tháng 3 năm 2018 về thực hiện nghị quyết số 18-19 của Trung ương với những nhiệm vụ giải pháp cụ thể sát hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ huyện. Định kỳ thì đã tổ chức sơ kết kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, kịp thời điều chỉnh nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình. Xin đồng chí cho biết về cả các kết quả đạt được trong thực hiện hai cái nghị quyết này trên toàn huyện thời gian qua, và trong thời gian tới thì huyện ủy Than Uyên tiếp tục đề ra cái giải pháp như thế nào để thực hiện tốt hơn cái nghị quyết này. Huyện đã thực hiện xong chủ trương kiện toàn trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, và cái việc sáp nhập các cái thôn bản, khu dân cư không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, theo đó thì đã giảm được từ 167 thôn bản xuống còn 131 thôn bản, khu dân cư, chỉ đạo hoàn thành được cái việc sáp nhập trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông để thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên. Chỉ đạo sáp nhập xong các đơn vị trường học trong toàn huyện với chủ trương mỗi xã, thị trấn chỉ duy trì một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Và đến nay toàn huyện chỉ còn 35 đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, giảm được 13 trường, 25 cán bộ quản lý cấp trưởng và cấp phó. Đối với lãnh đạo quản lý cấp xã đã tiến hành nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Đến nay chỉ còn một xã là xã Tà Hừa có chủ tịch hội đồng nhân dân chuyên trách. Và trong thời gian tới thì Ban Thường vụ huyện ủy Than Uyên tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đơn vị sự nghiệp trong toàn đảng bộ huyện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ để việc sắp xếp bố trí lại các chức danh lãnh đạo, quản lý cho phù hợp, thực hiện chủ trương thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước, cơ quan đảng và mặt trận tổ quốc có chức năng nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện. Xin được cảm ơn đồng chí Bí thư huyện ủy Than Uyên đã dành thời gian với những trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị, đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở huyện Mường Tè, gọi tắt là đề án 245, do tỉnh phối hợp với Bộ Công an, huy động nguồn lực từ Thành ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với tổng nguồn vốn 50 tỷ đồng. Thực hiện đề án có hơn 1.000 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo được xây dựng mới và sửa chữa nhà ở. Để đảm bảo kế hoạch hoàn thành vào giữa tháng 10, kịp thời chào đón Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Đến nay, các cấp ủy chính quyền huyện Mường Tè đang tập trung nguồn lực, vượt mọi khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đề án. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong 14 xã thị trấn được hỗ trợ nhà ở theo đề án 245 cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, xã Bùm Tở có 148 nhà được làm mới, 33 nhà được sửa chữa. Cho đến nay, với sự chung tay vào cuộc của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh, huyện, 100% nhà ở đã hoàn thành, người dân đã chuyển vào sinh hoạt và ổn định cuộc sống. Qua khi thực hiện đề án 245 của Bộ Công an này thì là tôi thấy rất là ý nghĩa và rất là thiết thực cho bà con nhân dân, vì bà con đã ở cái nhà mà nó rất là xuống cấp và những cái hộ gia đình nghèo mà không có điều kiện để mà làm nhà ở. Và cái chất liệu và những vật liệu mà đề án đã chọn ấy thì rất là phù hợp và thân thiện và bền vững, thì rất là phù hợp với bà con nhỏ cái điều kiện mà có nhiều cái yếu tố thiên tai như là tố lốc này. Theo đề án 245, trên địa bàn huyện Mường Tè có 14 xã thị trấn với 1.062 hộ dân được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí là 50 tỷ đồng. Trong đó, xây mới hoàn toàn 755 nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng, gồm nền cứng, khung cứng, mái cứng và hỗ trợ sửa chữa 306 nhà. Mức hỗ trợ 60 triệu đồng trên một nhà xây mới, 15 triệu đồng trên một nhà cải tạo và sửa chữa một phần. Hiện nay, tiến độ thực hiện của đề án đã đạt 90,86% đối với nhà xây mới và 83,33% đối với nhà sửa chữa. Với tổng số nhà được phê duyệt làm mới là 755 nhà và 306 nhà sửa chữa, thì tính đến thời điểm này, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy chính quyền huyện Mường Tè, lực lượng công an, lực lượng quân đội, lực lượng biên phòng, thì đến hôm nay thì số lượng nhà mới hoàn thành đã đạt 686 nhà, đạt tỷ lệ là 90,6%, và cái số lượng làm nhà sửa chữa thì cũng đã hoàn thành trên 83%. Đề án 245 không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mà đề án còn được xác định là chương trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề án, huyện Mường Tè cũng như các đơn vị thi công gặp phải không ít những khó khăn do địa hình một số khu vực hiểm trở, thời điểm triển khai đề án vào mùa mưa thường xuyên xảy ra sạt sụt, ách tắc giao thông. Để người dân có nhà ở mới, huyện Mường Tè đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoàn thành đề án đúng thời gian quy định. Thì trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tập trung chỉ đạo. Thứ nhất là các đơn vị chức năng của huyện, ví dụ như phòng kinh tế hạ tầng và ban quản lý dự án, sẽ rà soát và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khắc phục cái giao thông đi lại đến các điểm bản để thực hiện cái việc vận chuyển vật liệu đến chân công trình. Thứ hai là sau khi đảm bảo cái thông đường giao thông xong thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp thi công sẽ tập trung các tổ thợ, nhất là thợ hàn và các thợ kỹ thuật, để tập trung dồn toàn lực để triển khai thực hiện thi công nốt số lượng nhà còn lại ở các địa bàn khó khăn về giao thông đi lại. Với tổng số hộ nghèo trên 3.700 hộ, chiếm trên 36%, từ nhiều năm nay, huyện Mường Tè là huyện khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Mặc dù đã từ bỏ di cư tự do, nhưng một số bộ phận đồng bào còn ở nhà tạm bợ bằng tranh tre lứa lá, không đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa bão, gió lốc. Đề án 245 được triển khai kịp thời, mang ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, qua đó giúp cho các hộ nghèo, hộ khó khăn của huyện biên giới Mường Tè có nhà ở ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, cũng từ đề án sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cùng đoàn kết thống nhất giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Thưa quý vị, bên cạnh việc dần hình thành nhân cách cho trẻ, giúp trẻ làm quen với môi trường sống, môi trường xã hội, hoạt động tập thể, thì nhiệm vụ đảm bảo bữa ăn đủ chất, đủ lượng và đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của trẻ nhỏ đang là vấn đề được ban giám hiệu, các cô giáo và đội ngũ nhân viên nấu ăn, phục vụ của trường mầm non thị trấn Xìn Hồ, huyện Xìn Hồ hết sức quan tâm chú trọng. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trường mầm non thị trấn Xìn Hồ, huyện Xìn Hồ là một trong những đơn vị thực hiện và quản lý nghiêm túc, chặt chẽ công tác an toàn thực phẩm trong khối các trường mầm non trên địa bàn của huyện. Hệ thống nhà bếp của trường luôn đảm bảo thoáng mát, hợp vệ sinh, được trang bị đầy đủ tủ lưu mẫu thức ăn, hệ thống nấu bằng khí ga, tủ úp bát. Nguồn nước ăn được lọc qua hệ thống máy lọc và được đun sôi khi uống. Thực phẩm khô được nhập theo tuần,
thực phẩm tươi được nhập theo hàng ngày vào đầu giờ sáng và có sự kiểm soát chặt chẽ. Trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý cho trẻ, hạn chế trẻ em sử dụng thức ăn đường phố, thức ăn công nghiệp chế biến nhanh. Với sự chỉ đạo sát sao từ khâu nhập nguyên liệu cho đến chế biến và chia suất ăn, trường đảm bảo cho trẻ bữa ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe. Để đảm bảo cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trong năm học 2020-2021, là đặc biệt là đối với cái tình hình dịch bệnh COVID vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, thì đối với ban giám hiệu nhà trường thì trước tiên tổ chức công tác nuôi ăn bán trú, thì cũng đã nhà trường đã ký hợp đồng với Ủy ban nhân dân huyện và đồng thời cũng đã ký hợp đồng với các nhà cung ứng thực phẩm và thực phẩm đảm bảo rõ nguồn gốc, rõ ràng và rõ xuất xứ nguồn gốc để làm sao mà đảm bảo được cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nhất cho các con. So với các trường mầm non trên địa bàn của huyện Sìn Hồ thì số lượng học sinh của trường khá đông với 483 em, 100% học sinh bán trú. Vì thế việc đảm bảo thực phẩm cho bữa ăn luôn được đặc biệt quan tâm. Theo đó, nhà trường đã ký kết với các đơn vị cung cấp hầu hết các loại thực phẩm phục vụ cho bữa ăn học sinh trong nhà trường như thịt, gạo, rau củ quả, các loại gia vị. Các đơn vị cung ứng chịu trách nhiệm với nhà trường về nguồn thực phẩm cung cấp. Nhà trường và đơn vị cung ứng chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, chuẩn bị, có thực đơn theo ngày. Vì thế phụ huynh học sinh có thể yên tâm trong những bữa ăn bán trú hàng ngày. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên nấu ăn của nhà trường với kinh nghiệm nhiều năm luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến thức ăn cho học sinh. Nấu ăn thì cũng làm theo an toàn thực phẩm. Thứ nhất là nhận thực phẩm thì nhận theo 3 bước. Nhận xong thì chúng tôi nhận theo đủ số lượng và theo số học sinh trong nhà trường. Xong chúng tôi nhận xong thì chế biến. Chế biến thì chúng tôi rửa sạch sẽ và để khô để cho ráo, và chúng tôi sẽ thái ra để chúng tôi thịt thì chúng tôi xay, còn rau thì thái nhỏ, còn củ quả thì chúng tôi xay vì học sinh còn bé. Xong thì chúng tôi đến chế biến nấu ăn. Nấu ăn thì chúng tôi cũng làm theo quy trình. Trường mầm non thị trấn Sìn Hồ là đơn vị có cơ sở vật chất khang trang nhất của huyện Sìn Hồ trong khối các trường mầm non. Cùng với đội ngũ giáo viên, nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề. Đồng thời đây cũng là ngôi trường luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bữa ăn đủ chất và lượng đã tạo cho các bậc phụ huynh niềm tin luôn yên tâm gửi gắm con em mình trong nhiều năm qua.